hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Càng Tây Dòng Kiền nha. Không ai à, mấy em nhỏ nó nghỉ dịch lâu quá rồi, giờ không biết nó nhớ bài không các bạn. Trời trời, vô tình như vậy. Rồi bây giờ là mấy bạn làm tặng thầy bài nha. Tặng không? Rồi bây giờ là không chịu tặng rồi, bắt buộc luôn. Bởi ai tặng bài nha bởi chỉ Quy rồi nghe các bạn. Bà dây chỉ Quy ơi, căng ngày đảng. Rồi căng ngày đảng, sắp sửa tới đại hội đảng luôn, rồi sẵn tập luôn nha các bạn ơi. Quên bài chứ các bạn ơi, sao cái đợt cho nó nghỉ Tết tới giờ là không có nào nhớ bài nha. Bây giờ là mình sẽ treo mấy cái bài lên cho mấy đứa nhỏ hỏi nha. Chắc có lẽ quên bài tới hoàn thành được bài này không các bạn ơi. Thôi rồi bây giờ lên nè, chú Huy ơi, lên chú Huy ơi, những con mắt ngơ ngác và giáo giác nhớ bài không mấy bạn chấm ơi. Trời ơi trời, nó vô tình. Lại ơi, cái gì vậy? Thôi, lại, chị Phiêu. Thôi, hát cả tiếng rồi các bạn ơi. Lại, cái gì mà nói xôn xì phi ở cây giấy? Xôn xì phi. Dạ, làm lại nha. Nhớ tất cả từng tiếng. Xôn xì phi. Son thì mi nhà tạm không quay thầy chỉ thấm cho nó chạy chạy thôi, thời gian nó cứ chạy thôi chứ thầy đâu quay đâu. Rồi lên đi bỏ. Ủa nhớ con bé gái thổi dữ lắm rồi ta, bé này thổi bass dữ lắm các bạn, áo đẹp. もう死んでいる。
gian dở nè mấy bạn ơi. Rồi, thêm sự có mặt của một bạn mới vô nữa mấy bạn ơi. Không biết bạn này thổi làm sao. Mới vô bữa nay. Sau những ngày Covid là không ai thổi chứ. Bữa nay ngày khởi đầu. Mấy bạn thổi nó còn lọt trọt quá mấy bạn ơi. Rồi, chị Quy ơi, bạn cao tiếng hát ước mơ nha. Ông bài cũ lắm mấy bạn ơi. Mà bột bột hoài vậy.